Hello. Hello mấy bạn. Năm nay cái thị trường Tết nhất là sao? Hello mấy bạn. Nói đi. Thị trường Tết năm nay bên tiệm mình có nhiều mặt hàng lắm. Mai đào các loại. Có lụa tầm sưng nữa nè quý vị. Lụa tầm sưng hả? Rồi, lụa tầm sưng bán sao? Lụa tầm sưng này thì mình bán là cái lụa tầm sưng là thật hay giả? Lụa tầm sưng này là loại thật, mình nhập bên nước ngoài về á. Là nó loại thật, mình nhập từ Hà Nội vô. Rồi ok. Khi mà mình chân như nè, mình ngâm mấy ngày Tết mình ngâm nước vô á là nó nở ra cái bông dài dài rất là đẹp. Cái nhà cửa mình sẽ thấy cái cảnh mùa xuân xung vầy hơn. Rồi. Rồi ngoài những cái nụ tầm xuân này á, cửa hàng mình còn buôn bán cái gì nữa không? Ngoài những cái này á thì còn nhiều lắm, nếu mà nói ra kể ra thì nó rồi, cũng dài. Okay, không? Rồi cảm ơn. Các bạn tham quan vô cái tiệm mình có đầy đủ. Rồi đây, rồi. Đây, cái loại này là loại đẹp nhất. Cái này là cái giá cái thị trường mình bao nhiêu tiền một ký? Không bán luôn. Còn mua gì không? Mua cái mai mà nó không tập cả thì mình còn luôn có không? Chẳng là mình mua đi. Cái trái này nó to quá hả? Mẫu mã rất là đẹp nha các bạn. Hung cái. Mẫu mã rất là đẹp. Mai đầu nè, tiệm mình là có cũng loại mai nha. Rồi, gọi là mai chùm. Đây là mai chùm ha. Chùm là sao? Chùm là sao? Chùm là nó có chùm. Đây là mai gờ. Nó có 2-3 loại nè. Nó có nhiều loại lắm mấy bạn ơi. Ghé tiệm mình 214 Hải Thượng không? Các bạn coi, các bạn mua, các bạn tham quan chụp hình vậy thoải mái. Tiệm mình rất là dễ thương. Rồi. Rồi cảm ơn. Giờ xin anh giới thiệu thêm những mặt hàng khác. Mặt hàng khác đây. Đây là loại đào điện. Cái cây này nó cao khoảng bao nhiêu bạn? Này là khoảng 1m2. Không, tôi thấy này 1m5. Vậy tôi quên rồi. 2m5 gì đó. Tại mấy đứa lính tôi nói chân này tôi cũng không biết nữa. Rồi ok. Rồi. Còn có bánh tét các loại các bạn ơi. Này loại lớn nha. Rồi, cái này là trà bá luôn phải không? Này loại đại. Cái này nếu mà theo cái dân miền Tây mình kêu là bành kỳ đúng không? Bị canh các bạn. À bị canh là bành kỳ đó. Rồi ok. Này các bạn thấy không? Mẫu mã rất là đẹp. Cái ví dụ như cái giá một cái bánh chưng với hai cái bánh tét này vậy là bao nhiêu? Cái giá này theo mình coi ở đây mấy đứa lính của mình nó bấm là giá là 214.000. Coi như bạn bị bậy rồi đó. Cái này bành kia vậy mà có 214.000 là bạn bị bậy rồi đó. 900.000 á. Chắc vậy đó. Nên có số nè. Tại mình cũng không có gành bên buôn bán này nữa. Rồi ok rồi cảm ơn bạn. Bây giờ khách đông quá giờ bạn có thể giới thiệu giùm khách đây khách gia đây mình quay. Quay đang quay mà mấy này làm gì không mấy mẹ bây giờ cắt cũng đó nha. Rồi ok. Bỏ cái vui quạt lên cho nó thông gió ra bớt đi. Ví dụ như hôm nay là coi như là 21 Tết á, giờ bạn thấy cảm giác cái không khí ở cái quận 5 cái đường Hải Thượng không này như thế nào? Cái không khí cái đường quận 5 này không phải là 21 Tết hay là ngày thường nó vẫn vậy. Cái khu này là cái khu chợ lớn của mình á, là mình sinh sống từ nhỏ tới giờ rồi, nó đã nhộn nhịp từ cái thời ông bà của mình rồi. Rồi ok bạn cứ nói. Dây này nè rất là đẹp các bạn, treo ở trước cửa nhà. À những cái này treo phải không? Mình treo mấy cái này là trước cửa nhà mình rất là may mắn, này là cầu an nổ, này là may mắn tiền tài lộc đó
đến cho gia đình của mình. Có nghĩa là cái này là thuốc bắc, có thuốc bắc không? Không, cái này là cái đồ treo thôi. Có đủ mặt hàng. Nhưng mà có thuốc bắc không? Có thuốc bắc trong đó không? Cái liễn mình treo liễn ở trên cái cây mai, cây đào đó mấy bạn muốn treo đâu mấy bạn treo, nhưng mà cái chữ này là không bao giờ thiếu nha, của mỗi mùa xuân. Ví dụ như thí dụ như cây bằng mình treo được không? Cây bằng đó là không được, anh không đào các loại mình nhập về, năm nay mình nhập đồ rất là đẹp các bạn. Cái này ví dụ như mình bán cái giá là giá bao nhiêu? Khoảng 20.000 không? Ở cái giá này tôi thấy nếu mà 20.000 là mua được đúng không? Ừ, cái này có 20.000. Ừ. Còn ví dụ như ở đây những cành mai cho cành đào đồ, ví dụ giá là mình buôn bán sao? Mai đào có đủ loại chứ anh, đủ giá chứ anh ơi. Trời, giống như là sinh viên à. Hỏi gì đó là giá bao nhiêu? Ví dụ như một nhánh của chị gái đang đẹp á, trắng đang xem á, là nhánh là hình như là có 25.000 thôi. 25.000. Ồ quá rẻ luôn. 25.000 thôi. Còn cái nhánh này nè. Các bạn thấy không? Bán nó có mười mấy ngàn một nhánh mà các bạn mua về các bạn chân rất là đẹp. Rồi ok, cảm ơn nhiều. Rồi có thể là quay lại. Cảm ơn các bạn nha. Cứ vô hỏi về cái giá nó bao nhiêu. Ngày mai lên YouTube thấy hết à. Có một tay à chị ơi. Có bự nhỏ vậy. Đêm nay ở đây đông vui hả em? Vui lắm anh ơi, ở đây tới tối 30 bắn pháo này. Rồi ok, cho anh xin phép mà phỏng vấn em tí xíu. Ừ, những năm vậy mình bán, vậy là mình bán tới bao nhiêu? Ngày bao nhiêu? Mình bán tới tối bắn pháo bông cũng còn bán á. Có nghĩa là mình bán tới giao thừa luôn đúng không? Giao thừa mùng 1 mình có bán không? Giao thừa mùng 1 mình bán luôn. À, mùng 1 chứ mình nhậu chứ mình không bán đâu. Rồi ok, cảm ơn. Ừ, em giới thiệu mặt hàng ví dụ như vậy. Vui quá ha, wow, đông vui quá. Ở đây cũng có thằng mắt kiến giống như em nè. Anh quay nãy giờ anh quay mấy tiệm hả? Không, nãy giờ anh chỉ có mà check in một cái tiệm này thôi. Ở đây cũng có mắt kiến giống như em thôi. Nó rất là nhiệt tình và dễ thương. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Ồ, cũng có những cái pháo này luôn nè. Hay quá. Ồ, mấy bạn xem cái cửa hàng của mình á, mấy bạn thấy mình trang trí đèn đuốc rồi. Wow, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Ồ, lung linh luôn. Cái đèn trắng nó dạ vô mấy cái đồ cưới này không có đẹp. Ừ. Mình nằm đêm mình suy nghĩ sao để mình khác người ta chút xíu để cho ví dụ như anh chị em mà ghé lại không mua thì có thể chụp hình. Check in mình là check in một cái 1212 về hình ảnh về cái quận 5 mình. Đúng rồi, về cái con đường xưa ngày xưa. Cái ngày xuân mình ha. Ồ, cảm ơn, đẹp quá trời luôn. Các bạn nhìn vô thử coi. Các bạn quay máy vô các bạn nhìn thử coi. Đây, quá trời quá đất nè. Oh, quá nguyên một con đường luôn, lung linh luôn. Đó, quá trời không. Wow, nguyên một con đường luôn nè. Dễ thương ghê không? Có một mắt kiến này dễ thương lắm. Giờ anh rồi, xin lỗi. Giờ anh có thể tư vấn ví dụ như ban đêm vậy mình buôn bán về tới bao, tới mấy giờ mình nghỉ? Ban đêm á thì mấy cái dịp gần Tết này nè, mình sẽ bán tới khoảng là 10 giờ đêm. 10 giờ đêm. Dù mà những ngày cận Tết á. Ừ. Những ngày cận Tết á mình sẽ bán khuya tí xíu là có 1-2 giờ sáng.
để bán cho phục vụ cho bà con để mua. Giờ thí dụ như 1-2 giờ sáng mình ở không mình làm gì? Mình có 1-2 giờ sáng vậy? Tỏ gì giác giáo gì vậy? Ở đây nè, rồi, rồi rồi ở đây nè, ở đây có một cái cô tóc màu tóc bạc nè, tóc trắng nè. Mua gì vậy? Quá trời quá đất không, nguyên một dãy đường luôn. Đây. Không có tiệm của mình, cái tiệm này mình có, các bạn nhìn đây lúc nào cũng đông lắm chứ, rồi tiệm mình ta nè. Em ở đây làm hòa đồng rất là vui vẻ với khách nên người ta rất là thích, ta mua năm rồi ta biết cái tiệm rồi ta sẽ quay lên là nghe. Ok rồi, mà cái khúc này đừng quay nha, tiền lương tôi cũng vậy đó. Rồi xin mời bạn cho nói. Anh ơi, cho anh hỏi giống như là năm nay là bây giờ là mình là 21 tháng chạp mình rồi. Ừ, anh giống như anh đi những cái địa điểm này đó, anh đi vòng vòng vậy mình cần mua sắm những cái gì anh? Mua những cái đồ sắm Tết như là cây mai, cây đào, báo này chân Tết. Dạ, ok, giờ mình về trang trí nhà không, những cái thứ mình nhỏ nhỏ rồi, ok, cảm ơn anh. Yeah. Ồ, oh, vui quá, đông vui quá. Ồ, oh, bên đây nguyên một đoạn đường mình luôn nè. Ở đây là bà chủ đúng không? À, chị ơi. Chị. Ồ, oh, chị chủ này hơi bị ngại tí xíu. Coi như là mình mua sắm gì mình về mình treo trang trí nhà mình đúng không anh? Bây giờ anh cần gì, những cái vật dụng gì anh cần gì đây? Có người đang mua anh ơi. À. Thôi. Dạ, dạ rồi. Quá trời quá đất vui quá ha. Anh ở đâu? Anh ở quận 12. Quận 12 mình xuống tới đây mình mua luôn. Ồ, vậy là tối về cũng hơi bị xa ha. Ừ rồi, cảm ơn những anh như vậy. Ờ chị mua gì vô coi đi chị ơi. Em ai lên kênh YouTube là thấy hết à. Sao đâu. Rồi đậu xe đó đi chị. Đậu tâm sưng nè hả? Cái này là quên rồi, nhiêu rồi? Nhiêu quên rồi. Ừ. Nhiêu cây? 15.000. Đông vui quá trời quá đó. Nguyên một cái dãy đông luôn nè. Chú mua gì? Ủa, ở đây nhiều khi mình bán đồ Tết vậy mà cũng có cái viên chiên luôn hả? Có luôn á. Ngon quá trời quá đất luôn. Ở 5 căn hả? Hay là Trần Văn Thời? Rồi cái cũng vô tình để chị gọi cho em và ghé tiệm mình ủng hộ. Chị vô chị ủng hộ. Ồ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ha. Rồi. Chị đó cũng là mối quen á. Ừ, đó giống như đã có quyền cái băng nào lên đó nên mình bao nhiêu cái nha. Hi, hello, are you ready? Happy New Year. Happy New Year. Cái chị áo cam á là rất là vui vẻ. Chị đó là kế bên tiệm mình á là chị là Thu Ngân là cái tên của chị đó. Chị đó rất là vui vẻ hòa đồng với anh em làm chung rồi. Chị đó rất là dễ thương. Wow, kẹt xe đông vui quá trời quá đất luôn. Thì bây giờ là 9 giờ mấy rồi mà đêm rồi mà vẫn đông ha. Vẫn đông. Tiệm anh lúc nào cũng tấp nập hết trơn á. Ồ, quá trời không. Mấy bạn cứ theo dõi kênh YouTube của mình là YouTube mình là gì? Cường Việt Phan. Là YouTube của mình là Cường Việt Phan, các bạn theo dõi đó, mình đăng lên
mình quay video quảng cáo đồ tiệm mình á, các bạn ghé ủng hộ mình nha. Nhiều khi mua đồ dễ tối đó, có gì đói bụng á, có gì đói bụng mình ra mình ăn cá viên chiên luôn nè, có cá viên chiên luôn, rất là ngon đó. Ừ, ngon không? Ô, quá trời quá đất luôn nè, có cầu Hội An rồi nè. Quá trời quá đẹp, quá trời luôn. Ừ, các bạn cứ ghé tới Hải Thượng Lãn Ông quận 5 nha. Ừ, anh ơi, anh cho hỏi mình buôn bán đây như thế nào anh? Đang bán không nổi, hai người đi buôn hả? Ừ, cái thằng này ở bên quận 8 đúng không? Quá đẹp, quá trời đẹp luôn nè. Wow. Oh, đây. Đây, ở đây mình có Phúc Nhĩ Khang luôn, ở bên Hồng Kông chợ lớn gì nè. Đó, quay ra làm sao coi. Oh, quá đẹp luôn cô ha. Cô ơi, chị chủ phải không chị chủ? Ừ. Rồi. Ra đi. Quá trời quá đẹp luôn ha. Thấy là thấy muốn Tết liền ha. Còn những chỗ khác mình đâu thấy Tết ha. Đúng không? Thôi gì đi ông bố. Cái khu chợ lớn của mình nó từ xưa giờ nó đã vậy rồi. Cái từ thở mà hồi đó mà mình học cái trường mà Phan Bội Cơ đây nè, mình nhỏ nhỏ nè. Trần Bội Cơ. Ở Trần Bội Cơ gì đây nè. Ừ. Rồi đậu đi anh. Rồi. Đây là nguyên một cái khu luôn, rất là lớn luôn nè. Đó, không? Quá trời quá đất luôn, có cá viên chiên ăn luôn. Nhiều khi mua đó bụng quá mình ăn cá viên chiên. Đậu bắp chiên chấm với chao có luôn. Đó, quá trời. Bài ve không? Có bài ve, mình phải làm bài ve. Mình làm đêm mà đúng không? Ừ, mình làm đêm, mình tại vì ở đây mình làm đêm. Đó, quá trời quá đất luôn. Rêu, quá trời luôn. Tại cứ dành đi. Đó. Anh chị em bán luôn kẹp luôn á. Tại vì á, anh chị em ở đây rất là nhiệt tình với khách, rất là vui vẻ, nhiệt tình. Ai đến đây rồi á, năm sau cũng ghé lại đó. Rồi tự nhiên ở đây mình thấy cái âm bô lăng nè, quá lăng trời là luôn. Âm bô lăng bằng cá. Rồi hai. Rồi mua. Quá trời quá đất kẹt xe luôn rồi nè. À. Bữa nay mới có 21-22 Tết thôi các okay. Bạn. Dài bữa nó chừng 1-2 ngày nữa ha, các bạn thấy cái đường này là không cần nữa đi. Rồi. Cái tiệm mình bán buôn là dột dịp, vui vẻ lắm. Ừ. Giống như những bên đó. Rồi, kìa. Bạn thấy tiệm cái tiệm mình không bán không kẹp, bạn nhìn quá thèm kìa, chị đó rất là vui, mặc dù là chị rất là ế đó nhưng mà chị rất là vui vẻ thấy không. À, xin chào, ở đây có những cái những bạn rất là vui. Đó đó, nó nhảy nó múa vậy đó. Thôi nó nhảy được chút xíu à. Rồi nó không cần buôn bán quá trời không. Đây hơi bị tối ha, cái khung cảnh này hơi bị tối. Riêng một cái giải đường. Đây.
riêng một dãy đường. Từ thành phố bỏ dĩa rồi. Rồi đó đàng hoàng ơi. Giới thiệu cái tiệm rồi vô rồi ngồi lên đây ngồi ghế. Hello, hello, xin chào các bạn. Ờ, hôm nay là những cái ngày cuối năm. Những ngày cuối năm trên con đường Hải Thượng Lãn Ông quận 5 của con. Hôm nay là những ngày cuối năm ở trên đường Hải Thượng Lãn Ông của con buôn bán cái, những cái đồ trang trí Tết rất là lung linh, rất là đẹp. Còn Tết đẹp đó. Rồi, rồi sao nữa? Cho anh hỏi có năm nay thị trường Tết rồi buôn bán sao em? Dạ bình thường anh. À, mình bình thường là sao? Tấp nập hơn năm trước. Cái ví dụ năm nay mình buôn bán gì đó là mình chuẩn bị cái gì trước? Cái mùa Tết mình chuẩn bị cái mình buôn bán cái gì trước? Cầu. Cầu về những cái cầu lồng đèn đồ không? Đúng rồi. Rồi những cái hình dáng thì mình chuẩn bị cái gì? Hình dáng thì chuột với lại em bé với lại vậy là nó nói chưa là năm nay mình kinh doanh buôn bán gì nó có hơn năm trước không, năm dồi không? Cái này thì em không biết tại em mới đây lên đây làm là em ở đâu? Em ở Đồng Tháp. Ok rồi, khi nào em về? Có thể là 25 Tết. Ok 25 Tết mình về ha. Dạ. Rồi 25 Tết mới về. Rồi em có đặt vé chưa? Dạ em đi xe nhà. Đi xe nhà rồi. Ok rồi, chúc em năm mới hết đời. Dạ.